gốc này. Đấy, cũng ngay gốc này giống hệt như gì kia. Đấy, vâng. Rồi. Xong rồi là coi như có nghĩa là mình cầm cái phích cái ấm nước lên để mình uống cũng không được, cũng không rót được. Ấy. Bây giờ thì bây giờ thì nó hơi đỡ đau hơn trước một tí, nhưng mà khi mà mình làm cái gì cái nào nó vẫn cứ đau cái này. Đây. Không. Hay là tôi bây bán kia tôi cầm bà cầm thử cái thứ đi, phải làm thử coi. Đấy. Thì khi mà mình giơ tay lên như này cái chỗ này đau. Rồi. Mọi người sẽ thấy coi bây giờ tôi làm nha. Bỏ bóng kẹp vô. Rồi. Đây. Nè. Khi kẹp vô thì ta kẹp này luôn. Đau hả? Đấy, vâng. Rồi. Thì ta sẽ vuốt. Vuốt xuống. Vuốt lên, vuốt về á, vuốt về vì phía trong tim á. Ha. Thế nè. Thấy không? Nhìn đây nha. Nè. Nè. Cứ vuốt một chiều như vậy ạ. À, vuốt một chiều thôi. Đây mình đang chặn cái này, mình vuốt lên nó giãn này ra. Rồi, bỏ cái banh nó gầm banh ra. Rồi, bây giờ tôi vuốt cái này không. Tức là một cái tay khóa và cái tay chúng ta sẽ vuốt. Vuốt khoảng bao nhiêu lần thầy? Mình vuốt chừng 5-7 lần vậy đó. Ha. Rồi, rồi em bỏ cái bông vô đây kìa em đây. Rồi, bây giờ thấy khác chưa? Đỡ hơn. Thấy đỡ hơn ha. Dạ. Bây giờ mình kẹp này nữa, mình đẩy nữa. Ha. Đang xay. Rồi, bỏ bóng ra. Rồi, ta vuốt. Khi mà mình bỏ bánh đóng là mình khóa. Còn cái khi mà mình để đây là mình mở. Ha. Nghe nó đã ha. Sướng thật. Sướng thật. Rồi, lại kẹp rồi nữa. Không ngủ được, vì cái tay. Rồi, chúng ta lại kẹp nữa. Bây giờ kẹp sát hơn. Gặp nữa là thấy bây giờ khác rồi ha. Dạ. Rồi. Rồi, thả ra. Vậy chúng ta làm 3 lượt là được rồi. Dạ. Rồi, bây giờ sẽ lấy cái này cầm lại nó lại coi thấy cái cảm giác này sao. Better. À bớt chứ. Rồi. Bây giờ thấy nó nhẹ nhõm rồi. Dạ. Ha. Dạ. Cái này là cái mạch máu bị tắc thật. Thế khi mình mở cái mạch máu ra thì nó đỡ rồi. Nó đau từ cái này mà nó đau lên đến cả cái đầu giờ, của cái bả vai. Ừ. Mà bây giờ cái tay bớt rồi. Chỗ này nhẹ hơn. Nhẹ hơn. Bây giờ là mình còn thêm một cái nữa. Đó là một cái ve, nó có một cái nút chặn ở đây. Bây giờ mình coi cái nút chặn ở chỗ này nữa. Bây giờ mình kẹp cái này đây. Mình làm thêm cái này. Rồi. Bỏ cái chân tay lên. Thấy chưa? Nè. Chúng ta lại thêm cái nút này nữa. Mọi người nhìn nha. À. Rồi bỏ bóng ra. Rồi, bỏ bóng ra thì khi đẩy này thì mình đẩy dưới. À, tay mình mở cho nó kích thích cái này lên mà. Rồi kẹp lại nữa. Rồi rút ra. Ta đẩy đây. Rồi bỏ kẹp thêm lần nữa, kẹp bỏ bóng vô kẹp vô rồi kẹp sát lên. Mọi người nhìn ha, bây giờ ta làm 3 lần đúng không? Dạ. Ta bỏ ra. Rồi dạ. Rồi mọi người, rồi bây giờ cảm giác sao rồi? Nhẹ hơn. Bây giờ nó cảm giác nó nhẹ hơn. Dạ. Nhẹ hơn là tại mạch máu thông rồi. Lúc mà mình giơ quặp vào thì nhẹ hơn. Dạ. Nó không bị cứng. Nó không bị cứng nữa. Dạ. À, thì cái này do cái mạch máu thôi. Ha. Rồi thấy dễ chịu không? Dễ chịu hơn. Rồi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.